tiếp theo những cái chia sẻ của mình thì hôm nay em chia sẻ tiếp một công thức mới là làm trà sữa kem dừa nướng nha mọi người. Thì công thức này để làm ra thì mình sẽ làm ra được 3 ly. Mình sử dụng là kem trứng nha mọi người. Bột kem trứng ha, mình sử dụng bột kem trứng hoặc là bột kem dừa. Công thức này em sử dụng bột kem trứng, nếu không có mình mua bột kem dừa. Thì mình sẽ cho là bột kem trứng 60g. Và tiếp theo là mình sẽ cho sữa tươi không đường. Mình nhớ sữa tươi mình mua về mình để tủ lạnh nha mọi người. Mình sử dụng là 50ml sữa tươi không đường. Đó, rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng là 50ml whipping cream nha. 50ml whipping cream. Hoặc là mình sẽ cho là kem béo đều được nha mọi người. Đó, thì sau khi mà mình cho tất cả nguyên liệu lại rồi á, thì mình sẽ đánh bông nó lên. Mình đánh cho nó sệt sệt nha mọi người. Mình sẽ đánh cái hỗn hợp này khoảng từ 30 đến 45 giây cho nó sệt lại. Mình cảm nhận nó hơi sệt lại là được nha mọi người. Thì khi mà cái công thức này á thì nó sẽ sệt sệt. Nếu mà mọi người muốn thích loãng hơn á thì mình có thể cho 100ml sữa tươi không đường cũng được nha. Trong công thức em ghim là từ 50 đến 100ml, tùy mọi người thích sệt nhiều hay là sệt ít thì mình gia giảm nha. Khi mà mình đánh mình nhớ cho cái nước đá ở dưới cho nó giữ lạnh cái bột kem của mình, nó ngon nha mọi người. Thì bột kem này sau khi mà mình đánh xong rồi thì mình sẽ cho vào ngăn mát và mình dùng được 3 ngày nha. Nhưng mà mình phải giữ cho thật lạnh nha mọi người. Đừng có để cho cái tủ của mình nhiệt độ nó không đủ thì nó sẽ bị hư cái lớp kem này á. Đây là cái hỗn hợp mà sau khi mà em đánh xong nè. Rất là ngon luôn. Nó sệt sệt, nó béo dữ lắm. Và nó thơm mùi trứng nữa. Đó, thì cái hỗn hợp kem này là mình sẽ dùng để trang trí lên cái ly trà sữa hoặc là sữa tươi đường đen. Mình rắc thêm một chút xíu cái dừa nướng, cái bụng dừa đó mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ làm công thức trà sữa matcha nha. Mình sẽ sử dụng bột matcha, bột sữa và nước đun sôi nha mọi người. Nhớ là phải dùng nước đun sôi. Em pha ít thì em chia nhỏ công thức ra, còn công thức em ghim lên màn hình, mọi người ghi lại giùm em nha. Sau khi mà mình cho bột sữa nè, rồi bột matcha nè, rồi nước sôi thì mình sẽ đánh lên cho nó sôi, cho nó tan. Mình đánh lên cho tan cái bột sữa của mình nha mọi người. Nhớ là cái bột sữa mình phải đánh cho thật tan nha. Sau khi mà mình đánh tan rồi thì mình sẽ cho nước đường. Thì công thức nước đường là 1 kg đường sẽ là 500g nước nha mọi người. 500g nước sôi là mình sẽ cho 1 kg đường và mình đánh cho tan ra là được, không cần nấu nha mọi người. Đó, thì mình sẽ cho nước đường vô rồi mình cũng sủi. Mình sủi cho nó tan đường, nói chung là mình sủi cho tất cả cái nguyên liệu của mình nó hòa quyện và nó đồng nhất lại với nhau là được nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ đi nấu cái cốt trà trà ô long. Cốt trà ô long thì mà em đã có một cái clip về trà sữa khoai môn, em có chia sẻ cách nấu, cách ủ trà ô long để mình pha trà rồi, thì mọi người vào cái bài của trà sữa khoai môn mình xem lại giúp em nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng thêm cái cốt trà ô long. Mình sử dụng là 1400ml vô cái công thức mà em ghim lên màn hình đó. Mọi người ghi lại công thức và mình làm luôn nha mọi người. Mình ở đây mình sẽ cho, sau khi mà mình đánh đều tất cả bột sữa, đồ bột matcha, đường, nước sôi rồi lại xong hết rồi thì mình sẽ cho thêm cái cốt trà ô long vô. Vậy là đã hoàn thành cái ly trà sữa matcha rồi đó mọi người. Thì ly trà sữa này mình sử dụng được 3 ngày, mình để trong tủ mát nha. Và đây là cái cốt trà để mà mình đóng chai. Khi mà mình làm ra ly như thế này thì mọi người nhớ cho thêm đường nha, thêm khoảng 30ml nước đường để mà mình dằn cái độ ngọt lại nha. Tại vì mình ra ly là có nước đá đó mọi người.
pha ly thì có nước đá, cho nên mình phải cho thêm miếng đường để cho cái của ly trà sữa của mình nó đậm đà hơn nha. Và ly thứ hai của em là ly trà sữa truyền thống đó mọi người. Thì cái bột kem này mình có thể kết hợp rất là nhiều món, như là trà sữa nè, rồi trà sữa truyền thống nè, trà sữa matcha nè, trà sữa sô-cô-la, hoặc là sữa tươi đường đen. Đó, mình đều kết hợp được với những loại trà sữa, sữa tươi, trà sữa sô-cô-la đều được luôn nha mọi người. Đó, và đây là cái ly hoàn thành của em. Sau khi mình cho cái bột kem trứng lên rồi thì mình sẽ cho cái vụn dừa lên luôn nha mọi người. Mình đó, em kết hợp với lại cái ly trà sữa truyền thống của em luôn nha. Đó, mình sẽ cho cái vụn dừa. Thì cái topping này mình mua sẵn nha mọi người, chứ mình không có cần làm nha. Đó, thì rất là vui khi mà chia sẻ thêm nhiều món mới để giúp mọi người có thể kinh doanh hoặc là bổ sung thêm vào menu món của cho quán của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thương yêu em thì nhớ đăng ký kênh và like kênh của em nhiều nha mọi người, để em có thể có nhiều niềm vui thì em sẽ ra nhiều clip mới để chia sẻ với mọi người. Còn rất rất nhiều món mà em muốn làm để chia sẻ đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.